Truyền hình trực tiếp Yogi Ấn Độ ngồi thiền trên ngọn cây cao 50m. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử có một đài truyền hình phát sóng buổi tập hàng ngày của các bậc chân sư Yogi Ấn Độ. Trong video, một Yogi người Ấn Độ đang ngồi thiền trên một ngọn cây cao chót vót. Dáng người vô cùng đẹp tựa hồ đóa hoa sen đang nở. Toàn thân toát ra một cảm giác nhẹ nhàng, thanh thoát như hòa quyện cùng với trời đất. Bức tranh này khiến người ta cảm thấy yên bình và tĩnh lặng, đồng thời cũng khiến người ta không ngừng liên tưởng đến việc làm thế nào vị yogi ấy có thể lên cành cây và ngồi trên đó một cách an nhiên. Hãy cùng Tâm Linh Cuộc Sống theo dõi hết video ngày hôm nay. Thực tế, việc thiền định đòi hỏi sự tập trung cao độ và sự yên bình trong nội tâm. Trạng thái phi thường mà vị yogi này thể hiện khiến người ta cảm nhận được nguồn nội lực và hơi thở bình yên, khiến ta có cảm giác như đang hòa mình vào thiên nhiên và cảm nhận được sức sống tươi đẹp, mang chút màu sắc huyền bí. Những video trước mà chúng tôi có đề cập, khi đến với Himalaya, vô số các tín đồ Phật giáo mong ước được một lần nhìn thấy những vị hành giả, những yogi với sức mạnh tinh thần vượt qua giới hạn của người thường. Bởi đây là nơi được rất nhiều vị yogi Ấn Độ lựa chọn làm nơi thực hành thiền định. Trong đó, nhiều vị yogi đã trải qua quá trình sám hối trường kỳ để vượt qua cõi phàm trần. Họ được coi là những bậc thầy có nhiều năng lực siêu nhiên và được rất nhiều người từ khắp mọi nơi tìm đến học tập. Tuy nhiên, rất khó để những người này gặp được một vị yogi thực sự bởi có hai lý do. Thứ nhất là vì những yogi này thường sống ẩn dật trong những dãy núi sâu hay cánh rừng già. Lý do thứ hai là hầu hết những vị yogi đều rất khiêm tốn và ít nói. Họ không muốn thể hiện quá nhiều về kết quả thực hành của mình hoặc nhận quá nhiều sự thăm hỏi của người khác. Vì vậy, nếu muốn đến thăm các vị yogi ở Himalaya, bạn cần phải vượt qua rất nhiều khó khăn, thử thách. Đồng thời, cần phải có đủ năng lượng và thời gian để không ngừng tìm kiếm manh mối, hỏi thăm tin tức của họ. Nhưng chỉ là tìm hiểu để có thể giới thiệu họ cho nhiều người học hỏi tấm gương tu tập, cần phải tôn trọng nguyện vọng, niềm tin của những vị yogi và không làm phiền đến việc luyện tập của họ. Người phóng viên trong video này đã phải mất rất nhiều ngày mới tìm ra dấu vết của vị yogi lúc ông ấy đang tập thủy thiền. Không ai biết ông đã ngồi thiền trong nước bao lâu rồi. Một lúc sau, ông ấy bất ngờ lên khỏi mặt nước để nói chuyện với người phóng viên và cả hai bắt đầu leo lên núi. Họ cùng nhau leo lên vách đá thẳng đứng như bức tường. Có thể thấy, cơ thể yogi uyển chuyển như một chú tắc kè. Ông leo lên cực kỳ nhanh chóng, tay và chân nắm chặt vào những phiến đá gồ ghề trên bề mặt vách đá, tựa như cơ thể ông ấy và vách đá đã hòa làm một. Còn người phóng viên phía sau thì lại leo lên một cách rất vất vả và có vẻ phải tiêu hao rất nhiều sức lực. Hình ảnh này như một bức tranh thể hiện sự tương phản sâu sắc. Nó làm nổi bật lên tác dụng của những kỹ năng yoga và tu luyện tâm linh đến thể chất và ý chí của con người. Vị yogi này rất nhanh chóng đã leo lên đến đỉnh vách đá và thiền định trên đó. Trong khi bên dưới, người phóng viên vẫn đang rất cố gắng từng bước leo lên một cách cẩn thận. Đợi đến khi phóng viên leo lên đỉnh vách đá, thì vị yogi này đã lên đến một ngọn cây nhỏ. Trước mắt phóng viên là một cảnh tượng ngoạn mục. Vị yogi với ngón chân vững vàng đặt trên cành cây, hai tay chắp trước ngực, ánh mắt khép hờ mông lung và vẻ thanh thản hiện rõ trên gương mặt. Ông ấy đang trong trạng thái nhập thiền. Hơi thở đều đặn và chậm rãi, tâm tĩnh như nước cùng hòa nhập với thiên nhiên. Lúc này, ông hoàn toàn chìm đắm trong thế giới nội tâm của mình, tận hưởng sự tĩnh lặng và bình yên ngồi thiền. Trên gương mặt ông không hề gợn một chút sợ hãi và lo lắng khi ngồi trên độ cao này. Với vị trí ngồi cũng không quá chắc chắn. Nếu là bạn, bạn nghĩ mình có thể làm được điều này hay không? Người phóng viên cũng tiếp tục leo lại vách đá gần đó và kiên nhẫn chờ đợi. Đợi đến khi trời tối, vị yogi này bắt đầu đi tắm ngũ hành. Đây là một nghi lễ tẩy rửa yoga truyền thống của Ấn Độ. Nó dựa trên thuyết ngũ hành trong triết học Ấn Độ, bao gồm không khí, nước, lửa, đất và không gian. Mục đích của nghi thức này là tẩy rửa thân tâm để chuẩn bị cho việc hành thiền. Sau đó vị yogi đốt lửa rồi ngồi thiền bên đống lửa. Đây được gọi là thiền lửa, một bài tập yoga cổ xưa được cho là có thể làm sạch tâm trí, giúp cơ thể thoát khỏi những phiền muộn và thanh lọc tâm hồn. Gỗ cháy trong lửa tượng trưng cho dục vọng của thân xác, ngọn lửa tượng trưng cho trí tuệ và trong sạch. Việc ngồi thiền quanh ngọn lửa đang cháy
có thể giúp hành giả đi sâu hơn vào trạng thái thiền định bằng cách đốt cháy những cảm xúc tiêu cực và lo lắng để đạt được sự cân bằng và hài hòa bên trong. Đến khoảng 9 giờ tối, vị yogi này đưa phóng viên đến một hang động và tiếp tục đốt lửa trại và tiếp tục ngồi thiền. Còn người phóng viên, sau một ngày mệt nhọc theo chân vị yogi này đi khắp nơi, đã sớm chìm vào giấc ngủ. Vị yogi suốt đêm đều giữ tư thế ngồi thiền không nhúc nhích. Không ai biết ông đang ngồi thiền hay đang ngủ. Đến 6 giờ sáng hôm sau, người phóng viên thức dậy và thấy rằng vị yogi này không còn trong hang nữa. Anh liên tục gọi nhưng không nhận được bất kỳ phản hồi nào từ ông. Cuối cùng người phóng viên không còn cách nào khác là phải ra khỏi hang. Anh đã tìm kiếm vị yogi này rất lâu trong rừng. Cuối cùng phóng viên cũng tìm thấy ông ấy trong lúc đang ngồi thiền trên ngọn cây. Nhiếp ảnh gia đã điều khiển flycam lên ngọn cây để chụp lại hình ảnh của vị yogi và may mắn rằng họ cũng ghi lại được cảnh tượng cực kỳ hiếm hoi này. Sau vài giờ ngồi thiền trên ngọn cây, vị yogi đã di chuyển từ trên cây xuống từ độ cao 50 mét. Khi xem lại video được phát trên đài truyền hình, mọi người đều cho rằng ông ấy khó có thể xuống được. Tuy nhiên, vị yogi đã có thể leo xuống một cách rất nhẹ nhàng và thuần thục, giống như những động tác này đã được lặp đi lặp lại hàng ngày. Ông ấy cũng bắt đầu truyền dạy phương pháp luyện tập yoga đó cho phóng viên. Và dưới sự giảng dạy của ông, người phóng viên đã cảm thấy nóng bừng cả người sau khi tập luyện được khoảng 15 phút. Phóng viên này đã không khỏi kinh ngạc trước khả năng kỳ diệu của thiền định mang lại. Sau đó cả hai người bắt đầu xuống núi. Vị yogi leo xuống một cách rất nhanh chóng, chẳng mấy chốc đã bỏ xa phóng viên. Người phóng viên phía sau đã bị vướng không thể di chuyển được, chỉ đành gọi vị yogi lại giúp đỡ. Cũng giống như người phóng viên từng gặp vị hành giả thiền trên núi tuyết, rất khó để có cơ duyên gặp gỡ. Mặc dù sự thật là họ chủ động đến tìm những vị thiền sư này, nhưng không phải ai cũng may mắn tìm được. Và chính nhờ sự may mắn của họ, chúng ta mới có dịp biết đến những nhà tu hành này. Những ngày ngắn ngủi này là một trải nghiệm vô cùng ý nghĩa đối với người phóng viên. Đó là một trải nghiệm rất ý nghĩa về cuộc sống và niềm tin. Trong quá trình đó, anh ấy cảm nhận được sự bình an và sức mạnh nội tâm, đồng thời cũng hiểu được ý nghĩa thực sự của cuộc sống. Vị yogi ấy đã mang đến cho anh sự giác ngộ và những hiểu biết sâu sắc. Anh nhận ra rằng thiền cũng là một phương pháp giúp thay đổi nhận thức cũng như hành vi, tư duy con người theo hướng tích cực, lạc quan. Dù rất tiếc nuối, nhưng sau cùng thì phóng viên cũng phải quay trở về với cuộc sống thực tại. Chỉ có vị yogi vẫn tiếp tục hành trình tu tập của mình ở Himalaya. Hy vọng những chia sẻ của Tâm Linh Cuộc Sống sẽ mang đến cho các bạn nguồn năng lượng tích cực. Nếu thấy video này có ý nghĩa với bạn, đừng quên chia sẻ cho bạn bè và người thân. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi. Chúc bình an đến tất cả